Redmi thì đúng thật là dòng điện thoại chuyên về cấu hình và sạc. Đây là chiếc điện thoại có 120W và con chip Dimensity 8100 rẻ nhất bạn em có thể tìm được, Redmi Note 11 T Pro Plus. Ôi, chỉ với tên thôi mà nó đã dài như thế rồi. Và để xem chiếc điện thoại này ngoài cấu hình và sạc thì nó còn gì hay. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Review Công Nghệ. Đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là nhấn nút chuông để bắt đầu video chi tiết anh em nhé. Thực ra con này so về ngoại hình thì nó chẳng khác gì cái phiên bản Note 11 Pro cả anh em ạ. À, cả bên trong thì nó cũng thế, nó cũng không có quá nhiều là sự nâng cấp, kể cả về mức giá nó cũng không hơn nhiều so với cái bản Pro, tầm khoảng là 4.8-5 triệu mà thôi. Đây, thiết kế như thế này, anh em nhìn như thế này đố biết con nào là Redmi Note 11 T Pro và Note 11 T Pro Plus. Giờ đưa mình hai con này thì mình cũng chịu anh em ạ. Ngoại hình thì y chang nhau, vẫn có một cái mặt lưng nhám nhám như thế này, không bị bám mồ hôi dấu vân tay. Tất nhiên chất liệu thì cũng chỉ được làm bằng nhựa mà thôi. Sờ thì khá là thích, còn gõ gõ như thế này thì cảm giác nó rất là rẻ tiền. Nói chung cái này thì đều đánh đổi thôi anh em ạ. Có cái chữ Redmi ở đây, đằng sau thì có thêm chữ 5G. Camera thì cũng thế thôi, như con Redmi Note 11 T Pro thôi, rất là gọn, không quá là hầm hố như những con máy khác. Được đặt trong một cái khung hình chữ nhật khá là nhỏ gọn, nhìn thì không bị nhô lên quá là cao. Có đèn flash kép và dòng chữ là 64MP ở đây. Phần lưng như thế này nó được hơi bo cong nhẹ lên cái phần viền một tí, cộng với cái phần cạnh viền nó cũng được làm vát nhẹ đi, nên là khi cầm nắm sử dụng thì nó không bị quá là cứng tay nhiều đâu. Và cái viền này chất liệu cũng chỉ được làm bằng nhựa thôi. Vị trí các phím thì cũng ở bên cạnh hông, phím nguồn và tăng giảm âm lượng. Phím nguồn thì có tích hợp bấm tay, nói chung là cũng khá là nhạy. Đây, chạm cái vào luôn nha. Khay SIM thì sẽ được đặt ở bên dưới cùng với cổng sạc Type-C. Loa, khay SIM này sẽ hỗ trợ là 2 SIM, không có thể nhớ nha. Cạnh trên nó sẽ có luôn là jack 3.5, loa phía trên luôn đây và cảm biến tia hồng ngoại. Vậy thôi, quay sang màn hình phía trước, anh em sẽ có một cái màn hình kích thước là 6.6 inch, tấm nền là IPS LCD, độ phân giải là Full HD+, và đặc biệt tần số quét lên tới là 144Hz, quá là kinh khủng với một chiếc điện thoại trong tầm giá như thế này. Lướt chạm trên con điện thoại này thì phải nói là không gì mà chê, rất là mượt luôn. Đây, qua lại các app với nhau. Và là vì tấm nền IPS LCD nên là độ sáng màn hình trên con này thì nó sẽ không được là quá cao đâu, chỉ mức là 650 nits mà thôi. Để mà mang ra ngoài sử dụng dưới cái môi trường nắng các thứ thì chỉ gọi là vừa đủ cho anh em sử dụng thôi, chứ nó sẽ không quá là thoải mái đâu. Còn về cái chất lượng hiển thị thì trên này để mà nói thì nó chỉ thua nếu mà so với mấy con OLED thôi, chứ cùng IPS LCD với nhau thì con này nó thuộc loại tốt đấy nha. Màu sắc thì nó vẫn tươi, chi tiết thì cũng rất là khá. Mức độ điểm ảnh con này là hơn 400 ppi, là ok rồi. Tầm này thì với cái tầm nhìn sử dụng cơ bản thì không thể nào mà thấy được điểm rỗ đâu. Còn cái phần viền ở đây thì có thể nói là hơi dày, thì rõ ràng với những con máy Redmi như thế này thì nó sẽ không thiên quá nhiều về phần thiết kế hay là màn hình, nên là về cái độ dày như thế này là dễ hiểu thôi. Phần viền dưới thì nó sẽ hơi dày hơn một xíu nếu mà so với phần hai bên và phần phía trên. Và anh em cũng không thể tránh được cái tấm nền IPS LCD này, anh em sẽ thấy một cái dải màu đen hơi bị ám ở ngay chỗ cái viền như thế này, nhất là cái phần viền cam đục lỗ. Đây là cái điểm đặc trưng rồi. Tiếp theo phần hiệu năng trên chiếc điện thoại này, một cái thế mạnh của con Redmi Note 11 T Pro Plus là nó có cho mình là con chip đến từ nhà MediaTek Dimensity 8100, một con chip phải nói là cực kỳ mạnh ở trong tầm giá như thế này, có thể là tương đương với con chip Snapdragon 888 luôn nha. Cho nên là tầm này anh em sử dụng chiếc điện thoại này vài năm nữa vẫn rất là ok. Còn để mà sử dụng các tác vụ nặng như là chơi game bây giờ thì với những con game cơ bản như Liên Quân, Tốc Chiến, anh em vẫn có thể chơi thoải mái ở mức độ họ là cao nhất luôn. 60fps là rất căng, ổn định, kể cả trong những cái combat về cuối trận nó vẫn không bị hiện tượng giật lag gì cả. Nhiệt độ thì với mấy con game như thế này thì nó nhẹ thôi, nhiệt độ thì với mấy con game như thế này thì nhẹ với chiếc điện thoại Redmi Note 11 T Pro Plus này. Còn với tựa game nặng hơn một tí như là PUBG, anh em vẫn có thể lên được cấu hình là cao nhất với HDR và cực độ, mọi thứ thì nó vẫn rất là mượt mà ổn định, nhưng mà nó không thể tránh được cái tình trạng nóng máy. Có thể là nó sẽ không nóng như con chip Snapdragon 888 đâu, nhưng anh em chơi tầm khoảng là 15 phút trở đi thì máy nó sẽ bắt đầu nóng lên và dẫn tới hiện tượng bị drop khá thường xuyên. Nên là mặc dù con chip mạnh như thế này nhưng mà mình vẫn có lời khuyên cho anh em là khi mà chơi những tựa game nặng như PUBG thì anh em muốn chơi lâu, tốt nhất anh em nên để ở mức độ họ gọi là vừa phải thôi, hay là ở mức mượt thì càng tốt, để cho phần nhiệt độ gọi là nó ổn ổn hơn một tí, chơi cho nó ok anh em ạ. À, con này thì vẫn chơi được Genshin ở mức là 60fps luôn, nhưng mà nhiệt độ thì cao lắm nhá. Và RAM ROM em thoại mình đang có trên tay là bản 8128, đây có thể nói là điểm khác biệt so với con Redmi Note 11 T Pro. Con này thì chỉ có 8GB thôi chứ không có 6GB như là bản Pro. Với 8GB thì nó quá là thoải mái rồi, và nó còn có mở rộng thêm 3GB ảo nữa. Mà cái này thì mình thấy nó có thôi chứ không
không quá là thực tế đâu. Lướt qua lại nhiều app với nhau nó vẫn rất là mượt mà, không có hiện tượng gì khẩn lát gì cả. Còn bộ nhớ thì con này là 128GB cho tới thời điểm tại. Để mà anh em sử dụng lưu trữ cơ bản thôi thì nó vẫn rất là thoải mái. Còn em lưu trữ nhiều hình ảnh hay là video các thứ, hay là tải nhiều những tựa game thì nó sẽ không quá là thoải mái nữa đâu. Phần mềm em này thì đang có là Android 12, cũng khá là cũ rồi. MIUI đang là MIUI 13 thôi, vẫn có bản cập nhật ở đây. Anh em yên tâm, nó vẫn sẽ có rất là nhiều tính năng cơ bản trên cái giao diện MIUI này để anh em có thể sử dụng. Về phần pin, nó có cho mình là một dung lượng pin gọi là bình thường thôi, nó sẽ không quá trâu đâu, 4400mAh. Nếu mà so với những con máy ở thời điểm tại thì nó sẽ là hơi bé, hay là kể cả so với cái bản Pro nó vẫn thua. Trong khi cái bản Pro là hơn 5000 luôn nha, hình như là 5080 thì phải, còn con này thì chỉ là 4400 mà thôi. Nhưng mà ngược lại, em này có sạc nhanh gấp đôi, 120W, còn con Pro thì chỉ là 67W mà thôi. Nên đây không phải là một cái điều gì gọi là nhược điểm cả. Và theo mình thì đây chỉ là thông số thôi, chứ còn về sử dụng thực tế thì với cái dung lượng 4400 như thế này nó vẫn không quá là thua thiệt nhiều đâu. Để mà sử dụng một ngày cơ bản thì hầu như nó có thể đáp ứng được với các tác vụ cơ bản như là lướt Facebook, tin tức, xem vài video YouTube các thứ. Đến chiều tối thì về sạc là ok. Còn hôm nào chơi game hay là dùng nhiều thì chắc chắn phải sạc rồi. Và với sạc nhanh như vậy thì kiểu như sạc như không sạc anh em ạ. Để tầm khoảng là mười mấy phút thôi là đầy viên pin để dùng rồi. Cuối cùng là camera. Với cụm cam khá là đơn giản, với ba cái cảm biến lần lượt là 64MP cảm biến chính, một cái siêu rộng 8MP và một cái camera phụ 2MP Max Pro. Vậy thôi. Còn cái chất lượng ảnh thì mình cứ chụp qua đây. Để mà nói thì với một con máy Redmi nó sẽ thiên về cấu hình và pin sạc nhiều hơn. Điều này là rõ rồi. Thế nhưng mà khác với một số con máy Redmi cùng cùng tầm giá, ví dụ như con Redmi K40 đi rồi chẳng hạn, thì mình là đánh giá con này nó cao hơn một xíu. Đây anh em xem, màu sắc như này là quá ok rồi, tươi tắn. Tất nhiên là màu sắc nó vẫn sẽ bị kiểu bị hơi đẩy màu lên một tí cho nó tươi hơn, nhưng mà nó sẽ không bị quá là giả. Chi tiết thì nói chung là vẫn có, nhưng mà nó sẽ không quá là rõ thôi. Xóa phông làm nổi chủ thể các bông hoa như thế này thì ok này. Còn những cái màu sắc khác trung tính như thế này thì rất là ok luôn. Trong tầm giá này để mà chụp ra được một tấm ảnh như thế này là quá ngon rồi anh em. Quay video thì lên được là 4K 30fps. Phần này thì chắc chắn là mình sẽ không quá là đề cao nó rồi, nó vẫn vậy thôi như những con máy Redmi khác. Màu sắc thì nó sẽ hơi bệt màu, chi tiết thì ở mức khá thôi, chống rung thì không ngon. Đây là cái điểm gọi là hiếm hoi trên những con máy Redmi. Được cái là zoom ra như thế này thì nó sẽ không bị quá là noi. Và với cam trước nó có thông số là 16 chấm, quá là quen thuộc với kiểu như thế này rồi. May là khuôn mặt mình nó vẫn được trắng một tí, chi tiết thì cũng gọi là có nhưng mà nó không quá cao. Màu sắc thì nó không được gọi là trong cho lắm. Nói chung tầm này thì để mức gọi là ổn thôi, chứ không quá ngon đâu. Chụp chân dung xóa phông như thế này thì cho có thôi, chứ không được tách bạch rõ ràng. Phần tóc của mình thì nó cũng bị mờ theo luôn đây. Còn mọi thứ trên khuôn mặt của mình thì nó y như chụp bình thường thôi, không có gì nổi bật cả. Đấy, về tổng quan riêng về phần camera, nó chỉ có thể đáp ứng được gọi là chụp cơ bản mà thôi. Chứ anh em muốn chụp đẹp các thứ thì chiếc điện thoại Redmi Note 11T Pro Plus này nó không thể đáp ứng được. Còn về hiệu năng thì không gì phải chê rồi. Vẫn chip Dimensity 8100 trong tầm giá như này là đỉnh rồi. Pin thì không phải là trâu, nhưng mà sạc 120W thì anh em không cần phải lo về pin đâu. Sạc thì phải nói là cực nhanh luôn. Ok, thế còn anh em có ý kiến gì về chiếc điện thoại này, hãy để lại bình luận của anh em để cho mình biết với nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn anh em ở video sau anh em nhé.